Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận đưa về cứu hộ một con cu li nhỏ có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm do chị Nguyễn Thị Anh Thủy, ngụ phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức tự nguyện giao. Chị Nguyễn Thị Anh Thủy cho biết nhà chị kinh doanh khách sạn. Vào khoảng 0 giờ 15 phút sáng, chồng của chị ra tắt đèn đóng cửa nhà thì thấy một con vật đang đu bám gần đồng hồ điện trong nhà. Ngay sau đó, một nhân viên khách sạn đã bắt con vật trên bỏ vào lòng. Qua tìm hiểu, chị Thủy biết đây là động vật quý hiếm nên giao con vật trên cho Kiểm lâm với mong muốn con vật được thả về tự nhiên. Đến tiếp nhận con vật trên để đưa về cứu hộ, Kiểm lâm bước đầu xác định đây là cu li nhỏ, giới tính đực, nặng khoảng 0,3 kg, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.